Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Do lần trước mình nâng cấp cái SSD lên 240GB, mình thấy cái con cục pin của mình nó đã chai rồi. Nên hôm nay mình sẽ tiến hành thay cục pin mới cho con laptop Dell 7559 của mình nha. Đây, mình mới mua trên Shopee về cục pin. Giá của nó là 1 triệu 150 ngàn nha. Rồi, bây giờ mình mở ra coi. Các bạn nào muốn mua thì truy cập liên kết mình để trong phần mô tả video. Pin này thì cái shop mình mua đấy, họ nói là hàng chính hãng á, bảo hành 6 tháng. Đây, cục pin đây. Rồi, bây giờ mình tiến hành mở con laptop mình ra. Đây, mình mới mua cái bộ dụng cụ để mở cái laptop này nha. Giá là 30 ngàn. Giờ mình mở con ốc đây nè. Cái laptop này nó tiện cái là nó có một con ở đây à, nên mở cũng khá là dễ. Đây, pin của ta nó nằm ở đây. Cái pin mình cục pin này thì nó dùng cái đầu giác hoa. Đầu này đúng rồi nè. Chúng ta mở ra bốn con ốc này ra. Đây nó có một cái phim này. Còn con này quên chứ. Chỉ cả 5 con rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Cầm phim giả ra. Đây có một cái cọng cáp này. Mình giật ra. Nhớ màu đen bên này, màu đỏ bên này nha. Nó hồi cho mình cắm lộn đó, là mệt mỏi luôn á. Đây, pin cũ các bạn xem nè, nó bị phù nè. Bị phù. Phù mờ. Đây, pin của chúng ta đây, không có bị phù. Đó. Pin này mình mua ngày 27 tháng 6 nha. Đó, ngày 27 tháng 6. Đều. Chúng ta gắn thử. Mình sẽ gắn vô trước rồi mình sẽ gắn cọng cáp sau. Phải gắn cọc cáp trước các bạn. Ta lắp ốc vô lại 5 con.
cảm thấy cũng khá dễ chứ. Chỉ mở ra 6 con ốc và 1 con giấy cáp để có thể thay được rồi. Rồi, xong, bây giờ mình cắm nguồn vô và thử thôi. Con laptop mình thay SSD thì nó khởi động khá là nhanh nha. Các bạn nào mà xài máy tính mình một thời gian mà thấy nó chậm á, mình chỉ cần thay SSD thôi là thấy nó tăng tốc rất là nhiều luôn. Các bạn đừng nghĩ mà cái cách nâng cấp cũ là RAM á, nó không có tác dụng nha. Mình theo mình nghĩ thì thay SSD thì nó sẽ hiệu quả hơn là các bạn thay RAM. Rồi, pin của chúng ta 78%, mình thử rút nguồn ra xem coi có pin có nhận không nha. Đây, pin mình đã nhận đây. Rồi, sạc được luôn nha các bạn. Còn về chất lượng của pin này thì mình phải xài một thời gian mình mới biết được. Rồi, mình kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy like và chia sẻ video giúp mình. Và nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những clip khác. Xin chào. Và đây, mình sẽ chỉ cho các bạn cách để mua trên Shopee cái pin này nha. Đây, mình search cái từ khóa là pin Dell 7559. Đó, 7559 là cái mã của cái laptop của mình. Dell 2L. Rồi, mình ở thành phố Hồ Chí Minh nha, nên mình chọn những cái shop ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây, và ở cái shop này á, thì mình thấy là họ mô tả khá là chi tiết nha. Đó. Họ mô tả rất là đầy đủ. Còn còn cái shop này, shop này thì họ bán cũng rẻ, nhưng mà mình cảm thấy họ mô tả có vài cái thì mình quyết định là mình mua của cái shop bên này. Đây thì đi mình vào phần đang giao nha. Đây, mình đã mua cái pin laptop Dell của cái shop MR Tâm Able nha. Đó thì các bạn xem đây, đây thời gian đặt hàng của mình nè, rất là nhanh luôn. Mình đặt lúc 4 giờ chiều ngày 27 tháng 3 đó, mà sáng ngày 27 đó, mà tầm 10 giờ sáng ngày 28 là sang ngày hôm sau họ đã giao cho mình đó. Và pin này thì được bảo hành là 6 tháng đó, 1 đổi 1, bảo hành 6 tháng và hàng mới 100%. Thì mình mua về thay. Các bạn nào muốn mua có thể truy cập cái link ngay chỗ này. Đó. Hoặc là các bạn có thể lên Shopee tìm kiếm cái tên giống như của mình là được nha. Rồi.